Diện tích tổng diện tích là khoảng gần 3.000 mét này. Đấy, đầy đủ cây cần cây cối này. Sẵn rồi này, có ao này, có cả nhà, có thứ đầy đủ hết rồi. Rất phù hợp, làm được nhiều mô hình. Rất là rộng luôn này. Đấy, ao to này. Và có rất nhiều cá đặc biệt trong này luôn. Cực kỳ nhiều. Cây toàn cây to. Đây, đi một vòng cho xem. Đây là từ cửa chính đi vào này. Sẽ có hai đường đi này, một đường đi bên trong này, đâm thẳng vào trong này thì có một dãy nhà này, đường kia đi cũng thế này, đã được trang trí khá là ổn này, chỉ việc về vận hành kinh doanh thôi. Đấy, nhà này đây, chỗ này ngồi ăn ngồi uống thì tuyệt vời luôn này, mùa hè siêu mát này. Đây, ngồi đây câu cá cũng được này, bẻ cá này, thế tròi tình yêu thì đầy đủ hết này, hoa hồng này. Chủ nhà rất là chăm chút luôn này. Đấy, trang trí quá được luôn anh ạ. Anh chờ em tí nhé, em quay quay lại video tổng quan tí ạ. Cò vạc có hết rồi. Đấy, các bạn về đây kinh doanh này. Hoa hồng hoặc như là quá nhiều luôn. Đây có một cái nhà kho nhỏ này, đây, lối vào cửa vào này. Đây, đấy, tình yêu. Đây, đang đi vào bên trong này. Có một cái nhà có thể đây là chỗ tiếp khách chung. Đi vào sâu bên trong thì có nhà kính rồi này. Đây, đây là có hai cái nhà kính, một dãy nhà kính luôn này. Diện tích nhà kính dao động khoảng 300 m2 này. Đấy. Ngồi ăn uống làm kho này, chỉ cần đầu tư sửa lại sửa sang một tí này. Đặc biệt rất hay là có nước sạch này, có điện 3 pha hết rồi. Đấy là cái việc rất là quan trọng với những mấy cái mô hình này. Đây, đây có thể là khu nhà bếp này, chế biến này, đều hết rồi. Sàn sập mái đấy, yeah. Ban tài chính phù hợp rất nhiều mô hình cho các bác này, làm farm này hoặc kinh doanh nhà hàng này, tiệc tùng này, đầy đủ hết này. Đây là sắp chuẩn này, phòng kinh doanh hoặc là các bác này thì bác đang để cho nghỉ này. Cái nhà vệ sinh đầy đủ hết rồi, hai nhà vệ sinh. Đấy. Rộng thẳng cánh cò bay.